Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review toner Evelyn Face kiềm dầu với khoáng chất magma giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Toner Evelyn Face Ma kiềm dầu với khoáng chất magma 400ml với công thức độc đáo được kiểm soát bởi các bác sĩ da liễu có tác dụng làm sạch và làm dịu da kích ứng, phục hồi độ ẩm và độ pH tự nhiên của da, tái tạo lớp biểu bì giúp da mềm mịn, căng bóng. Đây là bước chuẩn bị cho làn da hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc da tiếp theo. Sản phẩm thích hợp cho những người có làn da thường và da hỗn hợp thành phần bên trong sản phẩm. Nước nóng từ đảo Hàn Quốc Jeju một hòn đảo có nguồn gốc núi lửa, nằm ở phía tây nam của bờ biển Hàn Quốc. Tại bờ biển có chữ lượng phong phú của nước nóng có giá trị, trong đó, nhờ vào quá trình lọc tự nhiên của đá ba gian. Được tinh chế và dầu khoáng chất giúp tăng cường hoạt động chống oxy hóa ngăn ngừa lão hóa trên da. Chiết xuất trà matcha làm giảm tác động tiêu cực của ô nhiễm và stress oxy hóa trong da. Aquarai fm dầu vitamin và khoáng chất kích thích tái sinh thù nhỏ lỗ chân lông, ngăn ngừa lão hóa và làm sáng da, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.